Hello đại gia đình, bữa nay Quý lấy con gà này ra Quý nấu canh chua gà nghe cả nhà. Canh chua gà thì mình có nè, đặc biệt chanh và Phải có con gà. sả, phải có con gà rồi, sả và lá chanh, củ hành và cà giò nghe, và nấm nữa, và thêm những gia vị mình đang cần dùng. Ủa, gà lấy nó mất tiêu rồi. Đây, bây giờ mình bắt đầu mình nêm thịt gà nghe cả nhà. Ông chồng mình mới chặt ra xong nè. Bây giờ mình cho tỏi vô đi. Mình ướp vô con gà cho 2 muỗng tỏi. Và hạt nêm nè. Hạt nêm hiệu con gà luôn nha. Mình cho nó vô 2 muỗng. Và 1 muỗng tiêu. Mình cho cũng cỡ 3 muỗng nước mắm. Muỗng ớt cả nhà. Ai ăn cay thì mình để thêm, còn ai ăn không cay thì mình để vừa vừa thôi, còn cho nít nó ăn nữa. Thì mình ớt đây cũng cỡ 10 phút đi nha. Đó, ngon chưa? Mình ớt cái nước mắm với tỏi vô cho nó thơm lắm. Ớt. Rồi mình lâm đi sắc nấm. Nấm mình mới rửa xong nè, mình sắc làm 2 đi. Làm 3 vậy đó. Nấm bự mình sắc làm 3. Còn nấm nhỏ mình sắc làm 2. Ăn mình để mình nấu canh chua gà. Và đặc biệt mình có bông điên điển nha cả nhà. Đây, mình có bông điên điển nè. Nói ở Mỹ không được ăn bông điên điển sao nè. Đó, 2 bó luôn. 1 bó gì 3 đồng mấy, một bịch đó cả nhà. Nó chừng chưa được 100 gram nữa. Là 70 ngàn tiền Việt Nam của mình nè. Được 80 ngàn đó. Mà chưa được 100 gram nữa. Bây giờ mình xả đá ra. Tại vì bông điên điển này nó... Mình để trong bông đá ăn thôi mà. Mình mua cũng trong đông đá luôn cả nhà. Đây, cái nồi của mình đã nóng nha cả nhà. Bây giờ mình cho dầu vô. Cho 2 muỗng dầu. Rồi mình sẽ cho tỏi vô. Nấu nồi canh chua gà ăn bậy bạ nó cả nhà ơi. Gà này là gà đi bổ mình nha. Hồi nãy giờ nó thấm vô nè, ngon ghê luôn. Rồi, tỏi mình nó đã vàng. Mình sẽ cho xả vô. Và khói lá chanh. Còn mới một chút mình bỏ xào. Mình xào cho sả với lá chanh cho nó thơm á. Mình bỏ gà vô mình xào nữa. Mình đã cháy một chét luôn cả nhà ơi.
mình đi làm sao cho khẩu vị gia đình mình ăn nha. Đi làm sao giờ mình đi gia đình mình được rồi. Để mình đợi cho nó săn lại. Đây là củ ghiền cả nhà. Nãy giờ mình quên lấy củ ghiền ra. Bây giờ mình đây sắc củ ghiền nè, mình để vô mình xào chung với gà. Mình cho củ ghiền vô luôn. Hồi nãy mình quên bỏ thì giờ mình bỏ vô mình xào nữa cũng chẳng được. Nấu mà nó ra nước thơm lắm cả nhà ơi. Mình hồi nãy là mình phải để vô mình xào chung với sả nó thơm à, ngon chưa. Gà mình nó đã cũng sắc ngon luôn rồi. Và mình bỏ nấm cho mình xào luôn. Mình xào cái gì cho nó 5 phút nữa đi rồi hả, mình hãy chế nước vô. Đây, cái nồi gà của mình nó đã ngon nha cả nhà. Bây giờ mình cho nước dừa vô. Mình nêm sao cho thầy thì ý thích của gia đình mình nha. Tại vì quý thích để nước dừa vô vậy đó. Nó không chua, mình khỏi để đường. Nồi gà mình đã hết lon nước dừa và thêm nước vô nữa. Quá sắc ngon. Gà thơm quá cả nhà ơi. Thơm có mùi gừng á, mùi ghiền á với sả với lá chanh á. Mình sẽ cho nước chanh vô. Mình cho nước chanh vô từ từ đi rồi mình sẽ nêm nha cả nhà. Mình nêm sao mà vừa nó cảm thấy nó chua thì được rồi. Cho ý thích của gia đình mình ăn nó chua. Cái này lúc đó mà mình nêm con gà này mình nêm gọi hết rồi thì hồi mình có cái gì mình nêm lại thôi. Nó chua chua thì mình cho thêm nữa. Nồi gà này quý làm 3 trái chanh nữa đó cả nhà, 3 trái chanh bự luôn. Đây, mình có chén muối ớt nè cả nhà. Mình cho một miếng vô nha. Tại vì mình cảm thấy mình nêm chưa nó vừa ăn á. Mình cho miếng muối ớt vô. Cho muỗng đường vô. Tại vì mình thích ăn có đường vô một chút. Còn nhà nào mà không thích ăn đường thì mình khỏi để. Wow, thơm quá cả nhà ơi. Quá tuyệt vời. Mình nêm cho khẩu vị gia đình của mình nha. Rồi, mình sẽ cho củ hành vô. Củ hành vô cho nó thơm. Lá chanh nữa. Chút xíu mình ha bỏ cà vô. Cho nó sôi cho đã đời cũng cỡ 10 phút nữa đi. Tại vì mình nấu phải có củ hành vô gì nè, nó thơm lắm. Mà nó lại trừ độc cho con gà nữa cả nhà. Rồi, mình đợi chút 10 phút nữa nha.
Rồi, nồi gà mình nó đã ngon cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ cho cà vô. Mình cho cà vô rồi, mình sẽ cho bông niên điển vô luôn. Đây, bông niên điển đây. Bông niên điển đông đá cả nhà. Ok. Ăn cho nó đỡ thương. Phải không? Ngon chưa? Rồi canh chua Thái nấu với bông điên điển. Rồi mình sẽ đi thưởng thức thôi. Hello cả nhà. Bữa nay mình nấu gà, gà nấu canh chua cả nhà, và ăn với bún vậy thôi, chứ không có làm gì nhiều cả nhà ơi. Thôi dù quý mà cả nhà ăn cơ, ăn bún với quý nha, ăn bún canh chua và có chén muối ớt nè. Ngon chưa? Trời, nồi chua sâu quá trời sâu luôn, mình giảm bớt xuống đi. Quý mà cả nhà ăn với quý nha. Cái nồi này nó dễ cưng lắm cả nhà ơi. Cha mình nó mua cho mình, cho mình lên xô. Đây, cho một miếng gà vô đi. Nhất là có bông niên điển nha cả nhà. Canh chua gà có bông niên điển kiểu miền Tây. Miền Tây mình bông niên điển là đặc biệt nha. Đó, quá là ngon chưa. Giờ mình cho vài cọng hành vô. Mình thích ăn hành nhúng. Đây, cái nồi này nó bật lửa lên được bởi mình nhúng. Để cho miếng muối ớt vô trong cái chén mình coi. Muối ớt là mình đâm á. Đây nè, nó kẹo nẹo luôn á. Con lấy ghế lên đây nè. Con với mẹ đi. Ở đây. Trang thôi hả? Trang nước mắm hả? Qua đây đi. Thẳng nè. Thẳng không? Sao nó mặn? Ôi, mà cả nhà ăn nha. Bữa nay ăn một món một gọn vậy thôi. Ăn canh chua gà với bún. Hôm nay mình không có làm gì cầu kỳ hết trơn cả nhà ơi. Để cái nồi không thấy gì trơn. Lâu lâu canh chua gà ngon. Ngon qua đây nè, ngồi ăn với mẹ này đi. Này mình nấu với chanh đó cả nhà. Lạc quá không? Muối tiêu chanh nè, muối ớt nè. Để đâu chân gì? Công nhận ăn mấy gà mình chấm miếng muối ớt á, nó ngon lắm cả nhà. Mà nó cay cay nữa. Lâu quá không ăn chua gà. Chấm với cái này mới ngon. Chấm với chén muối ớt.
cường. Ghiền á, ghiền mà quý không có quên á, nó hồi lấy cái bọc ghiền trong tủ nhà, tủ lạnh ra mà quên. Nó ủa cái nồi này mình nhớ thứ thiếu cái gì á. Cái đi lấy ra. Lấy ra để sau, mà sau hồi mình xào cũng ngon cả nhà. Mình để trước á. Mình xào chung với xả nó mới thơm. Mà để sau nó cũng vẫn thơm. Mà nó quyện ra. Ai nói ở Mỹ mà không được ăn bơm điên điển hả? Một bịch bông điên điển chừng chưa được 100 gram nữa. Mình nghĩ chắc chưa được 100 gram nữa đó. Mà 3 đồng mấy. Không gọi 70 ngàn tiền Việt Nam á cả nhà. Ăn ơi. Sao không tới được 100 gram? Chưa tới. Tới. Không? Bị cái bọc nó hả? Cái đồ để nó đựng gì? Tính luôn. Cũng cỡ 100 gram. Nó tính luôn cái đó mà. Tính luôn hả? Ăn đi. Nó lời là cái đó, nó lời tiền cái đó. Con lấy gà chấm vô đây mới ngon gì? Ở đây ăn rồi phải đi làm nữa cả nhà ơi. Chứ đâu có ở không đâu. Không ngon gì đâu. Ngon mà cay. Tại chấm muối ớt. Cay quá trời cay. Đũa nào? Nhìn chán có bông điên điển ngon ghê. Ăn cả bông điên điển mà nhớ lại quê nhà dễ sợ. Cái xứ mình là xứ An Giang cả nhà, bởi bông điên điển nhiều lắm. Quá ngon cả nhà. Mà cái vàng nó đủ. Tèn ta tèn. Ngon lắm cả nhà. Đủ đủ. Không chay lên nữa rồi. Tắt đi. Cái đổ màu đẹp mà nó không được đẹp, nó không được ngon cả nhà. Nó chạy qua đây rồi. Gái mình nó chạy luồn. Chạy luồn không chú dưới luồn, rất hớp ngoài đó. Chạy luồn, hớp bên đây, nhảy bên kia, cái gì.
giờ mình ăn rồi đã tới công việc đi làm nữa cả nhà ơi. Thôi giờ video quý đã tới đây kết thúc cả nhà ơi. Cả nhà nhớ like và share and subscribe cho quý nghe cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye. Bye bye.